Mình là Kiệt và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh TK Fix Gia Đình của Kiệt. Và ngày hôm nay thì sáng ngày hôm nay Kiệt có về 4 thùng cá. Thì cá đợt này Kiệt về là size 35 cho đến 37 xăng. Thì số lượng đâu đó khoảng 20 khoảng 20 mấy bé, khoảng 20 bé. Thì Kiệt về 4 thùng. Size cá đó thì cái cá cái đợt này rất là đẹp ha. Màu sắc này kia đồ nó lên rất là ok luôn. Đây Kiệt đang chuẩn bị nước nôi để tắm tím, rồi chuyển nước, rồi sau đó là cho xuống hồ để dưỡng. Thì cái bầy cá này á, thì Kiệt về nay cũng được vài hôm rồi. Thì hôm nay mọi người xem video này á, thì là đã được khoảng 4 hôm đó. Thì mọi người có bắt á, là mình sẽ liên hệ và mình bắt được liền ha. Kiệt quay trước để mình gửi đến mọi người. Thì trong quá trình mình đăng lên á, thì mình dưỡng. Rồi khi mà mọi người xem được video, mọi người chọn được cái cá mình ưng rồi đó, thì lúc đó mình có thể mình đón về liền để mình nuôi. Nên bây giờ Kiệt đang trong khâu chuẩn bị để mà mình xổ mấy bé cá đó ra. Đấy, thì số lượng đợt này có khoảng 20 bé hơn thôi. Đấy, 4 thùng. Bây giờ Kiệt sẽ quay máy qua để cho mọi người xem các thùng. Rồi sau đó Kiệt sẽ khui, rồi mang lên trên hồ này để nè, ngâm cho nó quen nước trước một xíu, rồi bắt đầu là mình mới sổ cá ra. Có thể là Kiệt sẽ sổ cá luôn, tại vì cá là mình cũng đã dưỡng khỏe ở dưới bên trại rồi. Bây giờ mình về đây mình chỉ tắm thuốc này kia đầu lại rồi mình cho vào hồ dưỡng thôi. Bây giờ Kiệt sẽ giới thiệu sơ về cái lô cá đó ha, mời mọi người cùng xem.
Thì đây là 4 thùng cá của chúng ta. Thùng thì như là thùng 5 bé thì phải. Size 35-37 ha. Đây là 4 thùng. Thì sẽ khui thử một thùng cho mọi người xem. Đây một thùng. Thùng 2, 4, 5 bé. Thùng 5 bé nha mọi người. Rồi thì bây giờ không để mọi người chờ lâu, Kiệt sẽ bắt đầu tiến hành cái công đoạn là chuẩn bị nước nôi. Rồi sau đó mình sổ cá ra, mình quay giới thiệu cho tất cả mọi người xem cái lô cá này ha. Trước mặt mọi người là cái lô cá mà Kiệt vừa mới sổ ra xong ha. Thì số lượng là 20 bé. Thì có khoảng 5 dòng như vậy. Yama nè, Shirosuri nè, Showa nè, Sanke, Kohaku với Chagoi. Shirosuri nữa nè. Size trung bình của mấy bé này là size nhỏ nhất. Nhất như là bé Yama này là 30 nè. To nhất thì là 38-39. Nhiều mấy bé sâu qua này là 38-39 nè. Màu rất là ok luôn, body rất là đẹp. Đây có một bé Tancho Sua khá là ngầu. Có số lượng khoảng 20 bé thôi. Mọi người ưng cái lô này thì nhanh tay chốt với Kiệt ha. Ưu tiên cho mấy anh em, cho mấy anh em nào mà bắt cả lô luôn, giá cực kỳ ok luôn. Okay, bộ đề rất là đẹp nha. Yunsua nè, Shirosuri nè. Cá này Kiệt nuôi ở dưới trại cũng khá lâu rồi, cũng vài tháng rồi đấy. Đấy, cho nên là nó khá là thuần cá rồi, về mình chơi được liền, mình thuần cá ở đây rồi mình chơi nó khỏe ha, không phải dưỡng hay là săn sóc gì kỹ nhiều hơn nữa đâu. Bé Yama body rất là đẹp, màu rất là tốt luôn. Mấy bé kia là Yunvin Yamauki, có hai bé cha rôi thường nhưng mà cái vảy rất là đẹp, vảy rất là đẹp, vì vậy rất là đẹp luôn. Bé này là cha rôi sinh riêu, bé này là cha rôi nâu rồi. Cái màu rất là đẹp, bé này thì là Kiệt sẽ dưỡng đâu đó khoảng 5 ngày 6 ngày gì đó. Thì mọi người ưng thì có thể nhắn tin qua Zalo của Kiệt, số điện thoại Kiệt sẽ để trên cái phần mô tả của video á. Về việc chọn cá thì mọi người hay chọn trên hình cũng được, chọn trên cái video tổng này cũng được nè. Hoặc là
mọi người cứ đánh dấu rồi xong thì sẽ quay lại cho mọi người xem, rồi sau đó mình chốt cái bài cá đó. Bây giờ thì sẽ tiến hành cho mấy bé này xuống hồ. Khi nào cá khỏe đó thì video này kịp đăng lên là lúc mà cá nó khỏe rồi. Mọi người xem trên video và chọn trên video đó là nhanh nhất để mà mình chốt cá sớm như với Kiệt ha. Anh em nào chốt cá lô thì quá ok luôn. Kiệt cũng đã cho mấy bé xuống dưới hồ rồi ha. 20 bé Kiệt cho dưỡng trong cái hồ này khoảng 7 khối. Cho mấy bé mau khỏe với lại sung hơn. Như sẵn đây mình luyện cho mấy bé dạng nữa. Bơi tung tăng dưới rồi. Chỉ có số lượng chỉ có 20 bé thôi ha. Mọi người ưng cái lô này á thì nhanh tay liên hệ với Kiệt ha. Mấy bé vàng xuống đây nhìn rực màu luôn, rất là đẹp. Rồi xí ngồi kia sẽ đánh thuốc dặn cho mấy bé, rồi tiếp tục mình dưỡng cho tới lúc mà video này lên sóng là cá đã khỏe. Mọi người xem video chọn là sẽ mình sẽ bắt được liền luôn ha. Bên đây là video cá lớn vừa rồi Kiệt mới gửi lên nè. Đây có bé siêu phẩm cha gâu, siêu to khổng lồ, siêu body. Kiệt đang quay góc rộng cho nên là giờ mấy bé nhìn tương đối ra, quay thường nó sẽ to hơn. Rồi, Kiệt xin kết thúc video tại đây ha. Anh em nào ưng cái lô cá này thì nhanh tay mình liên hệ với Kiệt rồi cùng thương lượng về giá cả cho thuận mua vừa bán. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video kế tiếp của Kiệt, những lô cá và những công trình, những vlog của Kiệt kế tiếp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ha.